Ông biết không, cái đêm mà ngày 1 tháng 12 năm 2022 là những ngày cuối năm, đúng không? Là những ngày gió rồi bắt đầu se se lạnh, Hà Nội bắt đầu lạnh tiêu chim rồi đó. Nhưng trong đây mẹ nóng chích đỉ mẹ luôn. Ông biết không, mẹ tôi ngồi đây mà tôi không có con chày, mẹ tôi nhìn mấy ông quay con chày mà tôi ấm ức quậy cứt ra. Mẹ tôi ngồi tôi chờ, tôi được chơi, tôi chỉ mong được chơi con chày thôi, mấy ông biết không, tôi chỉ mong được chơi con chày thôi. Nhưng không, ủa tôi quay nó đéo ra, tôi quay hụt con chày rồi, ngày đầu tiên tôi quay hụt con chày rồi. Nhưng mà không, Vina Game nói với tôi là tao sẽ cho mày chơi free con chày 3 ngày để cho mày cảm nhận được cái sức mạnh của con chày. Mày đi chơi con chày đó, thấy không, mày Vina Game cho tôi chơi con chày free trong quyết đấu cân bằng 3 ngày. Mày sau khi tôi chơi con chày, mày con chày nó mạnh vãi cứt ra. Mặc dù là chày một nhưng mà quýnh vẫn ngon. Mẹ tôi mới quyết định, mẹ nhắn tin đâu bây giờ, mẹ bây giờ đông hiếu à, chết tôi rồi, bây giờ tôi quay ra như thế này rồi, bây giờ lỡ nó không ra lỗi thì sao. Mẹ nhắn tin là không đâu, trường hợp mà nó ra 6 mảnh liên tiếp thì nó ít lắm, ông cứ quay đi. Rồi tôi quyết tâm tôi quay, rồi tôi quay một phát tôi có được con chày một. Vậy khi mà mấy ông biết không, đêm đó mấy cái đêm mà tôi quyết định tôi không lấy con chày á, 3 ngày mà tôi không có con chày tôi chơi á, một đêm đó tôi ngủ không được luôn. Mẹ tôi có trằn trọc tôi mơ về con chày không, tại vì lúc đầu tôi chơi game này là vì con chày. Không, hiểu không, khi mà tôi chơi của game này, tôi quyết định tôi chơi game này là tôi coi trailer skill của con chày đó, con chày nó mạnh mấy cứ cái tôi quyết định tôi chơi, chứ không phải là tôi là chơi game gì tôi thích cái bộ game này để gì thuốc trai game anime. Lúc đó là trên Steam nó bán là bộ Diamond nè, bộ Diamond gì, bộ diệt quỷ á, bộ mà diệt quỷ mà hơi thở của nước, hơi thở của sấm sét, hơi thở của lửa gì đó, là nó bán trên Steam mới có 1,2 triệu. Mà mấy ông biết game offline mới mua 1,2 triệu về chơi nhức cái nách luôn. À, lúc đó tôi mua cái game đó giờ tôi chơi cần gì đâu. Rồi xong tôi coi skill của con chày, tôi thấy skill của con chày khá là hay, nên tôi quyết định tôi chơi game này. À, xong rồi tôi quay ra con chày một đó. Ngày thứ hai là tôi đã có con chày một rồi. Xong mấy ngày thứ ba tôi ngồi tôi trằn trọc nữa, má giờ cầm con chày một đi vô quyết đấu cân bằng rồi vô gặp mấy con Tatsumaki, bị bây giờ mấy con Tatsumaki nó mạnh phải cứt ra thì sao mà chơi được, đúng không? Bây giờ mấy con Tatsumaki nó mạnh phải cứt ra thì sao bây giờ mà chơi được, nó giật có một phát chết à. Mà bây giờ mình vô mà ai đâu bây giờ mà đi cắm con Tatsumaki, mình nó không có con Vorot rồi mà bây giờ mình cũng đi cắm con Tatsumaki thì lấy gì mình chơi. Thì tôi mới ngồi tôi nghĩ nghĩ, bây giờ mình nó lỡ quay ra được một lõi rồi thì giờ chẳng lẽ nó quay ra tỷ lệ mà 5 mảnh một lõi rồi, rồi một một mảnh nữa thì không sao. Nhưng mà tôi cũng cố gắng tôi quay nữa, khi mà tôi cố gắng tôi quay thêm một phát nữa thì không ngờ là đủ lỗi, bục phát ra cái lỗi, xong tôi còn dư thêm một mảnh nữa rồi xong đó, tôi lên được con chày thức tỉnh hai đó. Thế là tôi có con chày thức tỉnh hai và tôi dư một mảnh. Ôi khi mà tôi có thức tỉnh hai trời, đêm đó nó ngủ ngon lắm. Bình thường là tôi phải uống thuốc ngủ, phải không, bình thường là tôi uống thuốc ngủ để tôi hỗ trợ tôi ngủ, thì tôi là một người rất là hay bị mất ngủ. Nhưng đêm đó khi mà tôi quay xong con chày, mấy ông biết cảm giác nó sướng. Trời, tôi vô tôi đi khiêu chiến cao thủ, tôi đi Kabuto, tôi đi từ tầng 11 lên tầng 17. Yeah, đã vậy cứ. Xong vô quýnh quyết đấu cân bằng, vô tôi hành mấy con chày một quá sướng vãi, phải không? Nó tuần này tôi đi con mũi, tôi đi lên tầng 20, tôi mới đi có thứ tư, thứ năm rồi đi lên tầng 20 rồi, trời nó sướng. Con gì bằng, mấy ông thấy không? Con gì sướng hơn nữa khi mà cầm trải nghiệm con chày hai. Mà kể cả tháng sau nó ra mực, mà trong trường hợp mà mình có mực hay không có mực á, thì con chày nó chơi vẫn được, tại dù vậy nó cũng là SR cộng. Và tháng sau nếu mà nó rơi con mực á, thì tôi cũng lên được con vô rốt thức tỉnh hai, thì tôi cũng cảm thấy một chút bớt vác được trong lòng đó, mấy ông hiểu không? Thì nếu như mà nó ra con Kabuto thì con Kabuto nó vẫn ăn hành với con chày là chuyện bình thường, đơn giản. Tôi thấy mọi chuyện đều giải quyết được vấn đề, con chày nó giải quyết được hết. Chừng nào mà nó ra nó khắc chế được con chày, ok mình chấp nhận mình ăn hành đây, mình nói rồi mình chơi con tướng 4 tháng là mình nghỉ, mình không chơi nữa. Rõ ràng điển hình như đồng đế 4 tháng rồi nghỉ. Boros thì chơi lâu dài thì không nói làm gì, Boros nó là tâm linh, công nghệ thì nó dễ bị out đó. Đó là sự tích mà khi mà tại sao tôi quyết định tôi lấy con chày, tôi chọn theo con tim này, chọn theo lý trí. Chứ giờ tôi hỏi mấy ông nha, chứ giờ tôi hỏi mấy ông nè, có thằng nào mà 185 vé mà dám quay con chày hai không? Đéo. Rõ ràng có thằng nào 185 vé mà dám quay con chày hai không? Đéo, đéo có thằng nào hết á, chỉ có tôi thôi đủ, tại vì tôi đam mê con chày quá. À, mẹ cái đủ đêm tôi ngủ đéo được luôn mà, đêm mấy đêm 2-3 giờ sáng luôn tôi ngồi tôi thức, có đêm tôi sáng buổi sáng tôi nghỉ làm luôn. Cái buổi sáng đó, buổi sáng mà thấy anh em tôi đăng 2-3 cái video đó, được đó, sáng là tôi nghỉ làm nha, tôi thức trắng đêm luôn. Buổi sáng thứ sáu tuần trước tôi nhớ luôn, tôi nhớ mãi luôn, buổi sáng thứ sáu tuần trước tôi nhớ hoài luôn, tôi thức trắng đêm luôn, tôi ngủ đéo được.
thức trắng đêm luôn, mà thức trắng đêm tôi ngủ không được, tôi cố gắng tôi suy nghĩ được, mà bây giờ mà mình bỏ con chày rồi, vậy một cái con tướng mà mình ngồi mình buổi hàng ngày hàng buổi mình ngồi mình lên từ chi mình kêu là anh em lên lấy con chày đi, má tôi kêu anh em tôi lấy con chày đi, bây giờ tôi bỏ con chày vậy tôi còn mặt mũi nào để tôi ngồi tôi nói chuyện trên trò chim được, sao mà cái bởi gì được đúng không, tôi còn mặt mũi nào mà tôi lên trên đây mà tôi ngồi tôi bóc phét cho anh em được, một cái con tướng mà kêu tôi nhất quyết tôi sống chết tôi lấy, mặc dù tôi có thể lấy chày một tôi không có được con chày hai nhưng tôi bắt buộc tôi phải phải lấy đúng không, mình uy tín mà mất uy tín luôn nào, đó đó là sự thích tôi lấy con chày à. À, cảm động không à, sự tích đúng cảm động luôn á, lấy đi biết biết bao nhiêu nước mắt luôn á, mấy ông biết rồi, để mà có được con chày cái đau khổ gì không, mấy ông đâu có hiểu được đâu, mấy ông không quay chày làm sao mấy ông hiểu được đúng không, đó là nỗi niềm của một người mà đam mê con chày đó.